Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn chất bột hứa kho bọc da này. Cái hình một người đàn ông lái xe mô tô này các bạn. Mẫu này thiết kế thì nhỏ gọn. Còn bên đây thì có bọc da này các bạn, bọc da. Hai phía trên và phía dưới này thì bọc kim loại. Bật này là bật lửa này là lửa khe các bạn. Đây mình chẹt cho các bạn xem. Cái này thì hết đá các bạn có thể thay đá, hết da các bạn có thể bung ra được. Đây là cái chỗ đó các bạn thay đá này các bạn. Các bạn tháo đây ra, tháo chỗ này ra. Và các bạn bỏ đá. Còn cái chỗ này là cái hút bung ga này các bạn. Đó. Nó có được ký hiệu dấu cộng và dấu trừ luôn. Cộng là tên ga, trừ là các bạn giảm ga. Cái này hết ga các bạn có thể bơm rất là dễ dàng. Người ta thiết kế sẵn luôn. Đây là những cái bình bung ga như thế này các bạn. Bình bông ga thì người ta thiết kế sẵn luôn, nó để khúc với cái hố bông ga này luôn. Các bạn nhìn thấy cái khúc này là nó rất dở đó các bạn, bông ga. Mẫu nhỏ gọn đẹp nha các bạn, đẹp. Bỏ túi là rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video mình up tiếp lần sau ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.